Xin chào quý vị anh chị và các bạn. Hôm nay Lan Đoàn sẽ giới thiệu cho anh chị và các bạn một cái cách đi du lịch miễn phí nha. Và Lan Đoàn sẽ dẫn anh chị đi luôn. Hôm nay thì Lan Đoàn sẽ dẫn anh chị đi tỉnh Bình Dương nha. Nghe đang nói là Covid chỉ thị 15, 16, 16 cộng thì nói đi du lịch thì nghe cũng hơi lạ đúng không? Nhưng mà Lan sẽ dẫn anh chị đến tận nơi luôn nha. Một số người thắc mắc không biết Lan là ai thì Lan xin được giới thiệu tên đầy đủ của mình là Đoàn Thị Lan và mọi người hay gọi mình là Lan Đoàn. Thì Lan là giám đốc sàn kinh doanh của công ty Đất Xanh Miền Nam. Sắp tới công ty Lan có một dự án mới, lại là dòng sản phẩm Opal. Đó là một cái chuỗi sản phẩm mà rất là hot của tập đoàn Đất Xanh và đã mang lại cái ngôi nhà ở cũng như là cái sản phẩm đầu tư rất tốt cho nhiều người. Nên là Lan xin được dẫn anh chị đi đến tận nơi luôn nha. Ai muốn chỉ thì cứ inbox với Lan sẽ chỉ cho nha. Thì mình sẽ có một cái app là Travelbox và mình sẽ leo lên một cái ô tô. Ở đó thì nó có máy bay ô tô, xe đẹp này mình chọn để mà mình leo lên. Thì Lan chọn một cái xe màu đỏ. Giả bộ là Lan đã nhờ cảnh sát và Lan lên được đến cái dự án rồi nha. Tại vì bây giờ đang Covid mà không có cho ra ngoài. Thì Lan đã lên đến nơi rồi. Vị trí của nó nằm ở khoảng chỗ 131 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Thọ, Thủ Dầu Một. Bắt đầu nha. Bây giờ mình đi chừng cỡ khoảng 1 km là mình sẽ tới MM Mega Market, sau đó là mình tiến thẳng về ngã tư Bình Phước, đi chừng cỡ khoảng 5 km thì mình sẽ về đến là Ion Mall Bình Dương, rồi mình sẽ đi tiếp tục, mình sẽ đi chừng cỡ khoảng là cầu Phú Long, là cái đoạn mà rẽ vào thì mình đi mất khoảng 10 km và về đến cái ngã tư Bình Phước là 15 km thôi nha. Bây giờ thì Lan lại bắt đầu từ cái dự án mà Lan đi lên trên trung tâm của thành phố Thủ Dầu Một thì đi được 0,8 km, sẽ qua sân vận động Gò Đậu, rồi mình sẽ qua rất là nhiều các cái ngân hàng này kia. Trời ơi, đi có một xíu thôi, 4 km là tới rồi, tới trung tâm thành phố Thủ Dầu Một rồi. Rất là nhiều cái trường đại học này, rồi các cái bệnh viện này, rồi chợ thứ ở xung quanh ạ. Mình nhìn thêm một xíu về cái vị trí dự án này thì chỗ này nó là cái hẻm 127 á, và mình cái vị trí mặt tiền đường của nó thì nó đánh số là khoảng 131. Ở ngay gần đây của mình thì nó sẽ có bến xe Bình Dương này, rồi sân vận động Gò Đậu này, Becamex Tower này, công viên văn hóa Thanh Lễ này, trung tâm thành phố Thủ Dầu Một với các cái ngân hàng này, rồi chợ này, các trung tâm thương mại này, rồi ngược về thành phố Hồ Chí Minh thì có MM Mega Market là cách khoảng 1 km này, rồi mình sẽ có ở trên trục đường đấy thì rất là nhiều Ion Mall này, sân golf này, rồi mình sẽ đi về khu bệnh viện quốc tế Hạnh Phúc này, rồi mình sẽ đi về tới ngã tư Bình Phước ạ. Nếu mà vào thành phố Hồ Chí Minh, vào sâu trong thành phố Hồ Chí Minh thì mình vào cái bến xe miền Đông cũng chỉ chừng là cỡ khoảng 21 km ạ. Còn nếu mà mình đi vào trung tâm của quận Tân Bình á, ngay gần sân bay á, mình chọn cái điểm này, nó là cái vòng xoay Nguyễn Thái Sơn á, thì nó cũng chừng cỡ khoảng 21,8 km, thì nói chung là rất là thuận tiện. Còn chỉ về cái vị trí của thành phố Thủ Đức á, là ngay chỗ ngã tư Bình Phước thì nó chỉ chừng cỡ khoảng 15 km thôi nha. Bữa nay là mình đã đi du lịch rất là vui rồi và mình đi an toàn nữa, không hề có bị cảnh sát nhé, bởi vì mượn xe của cảnh sát luôn. Nên là anh chị và các bạn ơi, Lan để lại những cái thông tin ở đường link ở phía dưới, có những cái thông tin chi tiết hơn về dự án rất là nhiều, thì anh chị và các bạn hãy theo dõi nhé, rồi theo dõi fanpage mà Lan cũng để đường link này, hay là gửi cho quý vị anh chị và các bạn, hoặc là quý vị anh chị và các bạn xem trên cái Zalo của Lan nhé. Anh chị kết nối qua điện thoại 0936952636 hoặc 0946072678, Lan sẽ hỗ trợ anh chị 24/7. Xin cảm ơn.